Cùng nhiều nghệ sĩ cúng 100 ngày đức tín, Hoa oh, hậu Bình Phương cùng con gái và các nghệ sĩ tổ chức lễ tưởng nhớ 100 ngày mất cố nghệ sĩ đức tín tại nhà thờ San Barapa hôm ngày 26 tháng 8. Bình Phương chưa biết rất xúc động khi bạn bè đồng nghiệp có mặt đông đủ để cầu nguyện cho linh hồn của đức tín. Buổi lễ diễn ra đơn giản âm cúng theo nghi thức đào công giáo sau khi cha sứ làm lễ và ca đoàn lên hát mọi người lần lượt chụp hình trên di ảnh của anh Tín Bình Phương nói. Dịp này cô gặp nhiều nghệ sĩ khán giả yêu mến Đức Tín. Một số người vừa xong việc đã vội vàng chạy qua dự lễ. Số khác đi từ xa tới góc mặt nhiều Phùng Ngọc Huy, vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Phương Loan. Với Đức Tín nói mọi người đều mừng khi thấy cô ổn định sức khỏe và tinh thần sau khi... 3 tháng, chồng qua đời. Gần đây bí mèo cũng quên dần với sự vắng mặt của bà trong ngôi nhà không còn quấy khóc hay khỏi mè những câu khó xử, không có anh tín ngôi nhà chống chải. Hay mẹ con rất buồn. Tôi luôn tự nhủ phải mạnh mẽ làm chỗ dừa cho con, may mắn mọi người. Luôn ở bên đồng viên giúp đỡ mẹ con tôi Bình Phương nói. Ở Việt Nam mẹ đẻ và người thân cũng cúng 100 ngày cho đức tín, em họ của nghệ sĩ, nói gia đình không tổ chức rình ràng. Chi chuẩn bị mâm giấy cày để mọi người đến thắp hương tưởng nhớ. Một số nghệ sĩ như MC Anh Quân, các sĩ diễn Phương cùng đến nhà riêng của Đức Tiến ở thành phố Thử Đức, thành phố Hồ Chí Minh để thắp hương. Trước đây diễn viên Kim MC Đức Tiến đưa tử khi tụ họp tại nhà bạn. Lúc đó anh cúi người rửa tay bất ngờ ngã bộ xuống và không đứng dậy được. Hoa hậu Bình Phương Cùng một người bạn đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua hỏi, bác sĩ xác nhận anh mất do bị bệnh đồng mặt vành. Bình Phương nói chồng cô mất và tim của anh bị nghẹt khoảng 80% do cholesterol. Sau khi Đức Tín qua đời Bình Phương và con gái ở California, theo di nguyện của cố diễn viên, sau khi Đức Tín qua đời, Bình Phương và con gái ở lại California theo di nguyện của cố nghệ sĩ thay vì chuyển về Texas ở với bố mẹ đẻ, hiện tại cô một mình chăm con duy trì công việc thuộc lĩnh vực luật. và gần đây sản xuất nội dung YouTube. Đức Tín sinh năm 1980 từng là người mẫu diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam. trước khi sang Mỹ định cư tại Mỹ, anh là MC tổ chức sự kiện. về đời tư Đức Tín kết hôn với Hoa Bình Phương năm 2009, sinh con gái Phương Mai năm 2019 anh từng bày tỏ nguyện vọng xin thêm con khi gia đình ổn định